Wow, nó xịt nước luôn. Đây nè, ngon dễ sợ quá nha. Không có hột luôn hết ta? Không có hột luôn á, nó chín rồi đó. Đây nè, mấy cái hột ní 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 nè. Nó anh coi cái nè. Cái nước của nó kẹo lại nó kẹo lại luôn. Nó kẹo lại luôn á. Có còn dừa sáp không cô? Cô bán nhiêu một trái vậy? Là sao cô, nó khác nhau chỗ nào? Nó đặc hơn. Dạ. À, tùy theo cái độ đặc cái trái của nó mà cái giá nó sẽ khác. Dạ. À, vậy lấy cho con cái trái mà nó ở giữa đi. Ở giữa hai cái giá đó. Nó có ba giá. Dừa sáp nó có ba giá, mình lấy cái giá ở giữa thôi. Hai vợ chồng xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay ghé vô trong đây để mình mua mấy cái đặc sản giống như kẹo dừa, bánh tráng này kia đó. Rồi mua thử một trái dừa sáp để ăn thử coi nó ngon không. Cái trái này sao thấy nó nhẹ quá mà không biết là dừa sáp thì thường nó không có nước không? Dạ. Đây là 220 dừa nước. Rượu họ để ở trong đây nè cả nhà. Rượu dừa hồ lô. À, mình tưởng là mấy cái này là mấy cái đồ mà để trưng kiểu thôi, nhưng mà trong đó có rượu ở trong đó. Còn cái này là rượu luôn, này là rượu dừa luôn. Trong đây họ bán mấy cái đồ giống như để mà mình quà lưu niệm á, để mình trưng bày đó. Có cả mắm mắm với lại chao, thạch dừa, bánh tráng. Bây giờ hai vợ chồng sẽ tính tiền, sau đó sẽ về nhà ăn thử cái trái dừa sáp đó như thế nào nha. Tại nào giờ là chưa có ăn cái đó, chỉ nghe nói thôi chứ chưa có ăn. Để hai vợ chồng chẻ ra ăn thử coi có ngon không. Rồi tổng cộng thì có bao nhiêu vậy cô?
tổng cộng là 660 ngàn. Dừa sáp, bánh tráng sữa, kẹo dẻo là kẹo dừa đó, 660 ngàn. Mua là có hóa đơn đầy đủ. Ăn không ngon trả lại. Cái đó là anh Long nói nghe chứ không ai nói. Nói giỡn thôi chứ không phải. Dạ rồi, cô cảm ơn cô. À, nếu được cô cho con vài bạch đi, đặt con về con biến mọi người đó. Rồi, cảm ơn cô nha. Đồ cái này cái giọt không ra trước nè. Bây giờ hai chồng đem cái trái dừa sáp này chẻ ra thử coi bên trong nó như thế nào, ăn cho nó ngon không nha. Khui cái trái dừa sáp này ăn xong là vô nhà cậu Sáu ăn cà ri, cà ri gà, cậu Sáu đãi ăn trưa. Cái trái nó không có nước anh ơi, nó sáp luôn rồi, nó dẻo luôn kìa, nó dẻo quẹo luôn á. Wow, ngon vậy. Cái trái dừa thay vì bên trong của nó là nước, còn này nó anh coi cái nè, cái nước của nó kẹo là luôn á. Còn cái của nó đó mình tưởng nó cứng nhưng mình không cứng, là nó dẻo, nên là mình lấy cái muỗng á mình sắn vô được nè. Cái trái này ngon chưa anh ha? Đó, ngon không? Để ăn thử coi nó ngon không nha cả nhà. Hai chồng xin mời cả nhà ăn thử nha, ăn thử cái dừa sáp nha coi. Em tưởng cái nó cứng chứ, tưởng dừa khô cái nó cứng, nhưng mà cái này nó dẻo, nó mềm nè. Cái thịt của nó là nó trắng, trắng tươi. Nó dẻo lắm. Cái này á, cái cô hỏng cổ bán á, cổ kêu anh là phải bỏ đường với sữa phải không? Đúng rồi, phải bỏ đường với sữa. Ăn nó sẽ rất là ngon. Ăn một lần cho biết cái loại dừa sáp này nó như thế nào. Là anh ăn thử đi. Vô đó được rồi, chừa anh nữa chứ. Cái nước nó dẻo quẹo à. Nó cũng hơi ngọt ngọt chút xíu. Đúng rồi. Dạ, nó không phải là ngọt lắm nhưng mà nó có cái vị ngọt ở trong đó. Nhưng mà nó dẻo lắm anh ha. Bỏ vô miệng mình ăn nó dẻo luôn. Ăn nó cũng là lạ. Ăn không này ăn không nổi đâu, mà ăn nó sẽ ngán. Đúng rồi. Nó phải bỏ đường đá, sữa này kia dầm dầm lên làm giống sưng tố vậy đó. Đúng rồi. Thì bởi vì cái cô mà bán cho anh cũng dặn anh ăn là phải làm như vậy ăn đó. Bỏ miếng đường, miếng sữa, miếng đậu phộng nữa, ăn đậu phộng nữa à. Đúng rồi. Dân Bến Tre cho tới nay mình mới ăn thử cái trái dừa sáp này đó cả nhà. Ăn cũng được, ăn cho biết cũng được anh ha. Ăn cho biết. Một trái 220 ngàn là coi như khoảng 10 đô anh ha. Khoảng 10 đô cho cái trái này, để ăn cho biết thì cũng được. Bây giờ cả nhà chuẩn bị vô nhà cậu Sáu ăn trưa. Hơi nắng rồi, hết mưa rồi. Mưa tầm tã luôn mà giờ nắng lên rồi nè. Hên dễ sợ không? Trời ơi, mẹ lên đây, mẹ ngồi bên kia. Ồ, bác ghê chưa? Đường này nó khó chạy, nó lỗ gà nhiều lắm. Anh Long anh ra rước dạ, em chở mẹ đi. Dạ anh chở mẹ đi, xe làm sao tống ba kìa. Okay. tới rồi mừng quá, tới rồi. Ha ha ha.
nhà coi mấy cái trái thơm nè, trái này chưa có chín. Bữa hổm mình cũng vô trong nhà cậu, mình cũng thu hoạch một hai trái thơm với lại buồn chuối là trong nhà cậu Sáu nè. Dư ăn cà ri gà. Trơn á. Wow, cà ri gà nè cả nhà, ngon ghê không? Béo lắm nha, nước cốt dừa với ăn cái khoai lang. Ăn cà ri là thích hai cái đó, chấm bánh mì với ăn cái củ khoai lang. Trong nhà cậu nuôi quá chừng thỏ luôn. Thỏ màu trắng không mà nhìn dễ thương ghê không? Đẹp chưa? Không biết ổi gì đây nè, bên vườn đây người ta trồng ổi nè cả nhà, quá chừng luôn. Không có trái nào, không có trái nào chín đó, thôi phò tay qua mình chơm mình ăn. Đu đủ là bao la luôn, có nhiều trái nó chín rồi kìa. Có mấy trái nó chín nè. Đây cũng có mấy trái vàng vàng rồi nè. Đây nữa. Chín nó trơn rồi nè. Ôi ôi. Cái này là đi quay chắc ta ướp cho mình luôn đó anh. Ngon nha. Ngon không? Có ai thử gà ngon không vậy? Ngon. Trời mưa bát mát này nó ngồi ăn rồi thôi. Sướng nghe. Sướng. Cái dĩa bà ngoại để không? Thôi đi. Mà có dĩa bà ngoại đó. Đó, dĩa nhỏ cái đó. Có dĩa luôn rồi, có dĩa luôn rồi, chưa trở. Trời mưa kia nó chạy xe đường cẩn thận á. Không vô mình chơi chút nữa. À, còn không vô mình đó thôi, có hơn con nhóc. Bước ngang bình đường lên đây nè. Trời mưa lâm râm, hồi nãy mới nắng lên cái giờ mưa nữa rồi. Ra đây coi có trái bưởi nào mà nó chín chín mình hái ăn nha cả nhà. Bưởi da xanh. Dỗ bịch bịch nó biết dỗ không mà dỗ bịch bịch nữa. Trái này là ok nè. Trái này ok đúng không? Ừ. Hái trái này. Trái này em thấy cái da của nó cũng vàng. Dỗ sao biết cho nó chín? Thì nghe bốc bốc á. Rồi dỗ trái mà nó nhỏ coi. Cũng bốc bốc cái khó khác chỗ nào. Mà ba trái này trái nào cũng chín. Rồi. Rồi, ra đi. Ready. Hôm nay được vô nhà cậu Sáu ăn cà ri gà này. Mà còn được thu hoạch bưởi nữa nè. Để anh xẻ tại gốc bưởi luôn. Ôi mà đây ướt lắm, vô trong đi ông ơi. Xẻ tại gốc bưởi nữa. Trời mưa lâm râm. Hấp dẫn gì nói mà hấp dẫn. Thôi một trái thôi cậu Sáu ơi. Không được ngon hả cậu? Cắt cặp. Cắt ờ cắt cái cặp ha. Cái này chưa già lắm cái không? Vậy cắt thêm trái đi. Cái cặp á anh, cái cặp á. Anh cắt nguyên cái cặp á lại đi. Đó cái cặp đó. Đây. Nghe nặng nặng không? Trái này con thấy cũng nặng tay á chứ. Hai trái nó nặng. Trái nó nặng hơn một trái. Ba trái. Đâu, em nghĩ anh cắt cái trái này nè. Em nghĩ anh cắt cái trái này ra anh gọt thử coi. Con làm gì? Cái cặp này thấy có vẻ ngon đó. Cái này á là bưởi da xanh này. Chánh gốc bưởi da xanh bên tre luôn chứ không có mà lẫn lộn gì đâu hết. Không. Chưa vô tới ruột. Giờ chưa chưa nhận thiệt mà đâu biết. Ồ. Đây. Đây nè cả nhà thấy không? Cái ruột nó đỏ luôn á. Nó hồng đậm lên luôn á. Ngon ha. Mình phải chi cái bưởi của mình mà cái màu nó được vậy ngon biết nhiều nói luôn. Cái màu nhìn là nó muốn ăn liền. Ngon dở không biết, thấy cái màu là muốn ăn rồi phải không? Wow, nó xịt nước luôn. Đây nè, ngon dễ sợ quá nha. Không có hột luôn hả ta? Không có hột luôn á, nó chín rồi đó. Nên là mấy cái hột ní 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 nè. Cái bưởi của mình nó có hột anh ơi. Không biết là nó lai sao kỳ không biết nữa. Ngon quá cả nhà này nè, thấy không? Quá trời ngon luôn. Nó hồng đậm lên luôn á.
ngon chưa? Thấy đẹp mà ăn để ăn thử ngon sao? Ừ, ăn thử. Hai vợ chồng xin mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn ăn bữa nha. Bữa này là bữa da xanh Bến Tre, chánh gốc, chánh gốc luôn, hái tại nhà tại vườn luôn, ăn tại gốc, ăn tại gốc luôn, không lầm ở đâu hết. Mình đi mua nhiều khi sợ lầm chứ đây là không lầm đâu được hết á. Ngon vậy không? Ngon. Sao chua ngọt, ngọt ngon. Tuyệt vời. Ngọt. Nước rất là nhiều. Nhưng mà cái muối á nó khô ráo chứ không phải nó chậm nhẹp. Đặc biệt là không có hột nha. Ngọt với ta. Ăn trái cây á mặc dù nó ngọt nhưng mà thích chấm với muối á nó mặn 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 lắm. Nhi đang nuốt nước miếng à. Thôi hồi phiền nhưng thấy nó nuốt nước miếng. Còn nghiệp không? Không có trái này ngon thiệt luôn á. Quá ngon. Tuyệt vời. Nứt rồi khóc nữa rồi. Cậu Sáu nói trái này nó không được ngon lắm. Mà không biết nhìn cái chỗ nào thấy mình phân biệt được ha. Nhưng mà cậu Sáu hay quá. Nhìn là biết cái trái chín hay không chín à. Nhìn cái da. Nhìn cái da của nó. Biên. Ăn rồi bây. Thôi chả nước miếng không quay rồi. Rồi ông bà ăn xong rồi kìa. Đi qua ăn. Đói bụng rồi. Giờ ăn gà quay không? Gà quay. Cà ri, thức ăn cà ri với bánh mì chấm cái nước của nó. Chứ vậy mình ăn cái khoai lang ngon. Vừa ăn đến rồi. Wow, ngon quá luôn. Đây nè. À, cái thịt này là thịt cù á, thịt nó cậu. Nó đó phải không? À nó đó. Nói nó đó là hiểu rồi đó. Nó đó. Con wow wow quá. Cái món đó mình làm ở bên. À không có, nó là cái chín cậu chín nè con. Dạ. Bữa nay cậu Sáu chiêu đại ăn. Túc Vân ở đây ngồi không? Ở đây rộng nè. Ừ thì ăn cà ri á. À đúng rồi. Ngon không gì? Ngon. Cảm ơn cậu mời Sáu. Xin mời cả nhà ăn trưa. Đi nhà thờ về rồi đói bụng. Ngày mai đi ăn nước cốt béo ngon hay sợ. Nghĩ bên hay lên nó dùng mình. Lung ngon không mà ăn im lặng rồi đó đi. Quá ngon. Cái này là ăn tuyệt vời luôn. Nó béo ha. Ai nấu cậu? Mỡ đó. Mỡ Sáu nấu. Ồ, ngon quá Mỡ Sáu ơi. Mỡ Sáu trong phòng ơi. Mỡ Sáu không có nấu gì hết. Tụi làm với con đâu đâu nó có vấn đề. Đi về, đi về. Nó đi luôn hay vậy? Rồi cảm ơn cậu Mỡ Sáu. Dạ. Trời ơi, cái thằng này đi ra nữa hả? Hả Phước Ân? Rồi, đi vô.